Xin chào. Ở video này, tôi sẽ kể về việc tôi và bà xã trong một lần đầu tiên nhập viện tại bệnh viện Từ Dũ. Thời điểm này, bà xã tôi đã được hơn 35 tuần thai. Khu vực cấp cứu bệnh viện Từ Dũ vào lúc 20:30. Thời điểm này trời đang mưa vì đang có cơn bão số 2 và cũng là thời điểm mà dịch bệnh Covid đang chuẩn bị bùng phát đợt 2. Sau khi hoàn tất các thủ tục và đóng tạm ứng 5 triệu, tôi dẫn bà xã mình đến khu vực siêu âm. Sau khi hoàn tất quá trình siêu âm thì đây cũng là lúc mà chúng tôi nhận được kết quả là phải nhập viện. Tại khoa sản A, nơi đã và đang có rất nhiều người chờ đợi và chờ chứng. Thật không may, vào thời điểm mùa dịch bệnh Covid số 2 đang hoành hành thì một bệnh nhân chỉ được phép có một người nuôi bệnh. Nếu chúng ta có từ 2 người nuôi bệnh trở lên thì cũng đừng quá lo lắng, vì bên ngoài bệnh viện Từ Dũ có rất nhiều loại hình dịch vụ để hỗ trợ làm chuyện này. Và tất nhiên đó là phòng trọ và khách sạn. Nằm cạnh bên với bệnh viện Từ Dũ có hàng loạt các phòng trọ với điểm nổi bật là diện tích rất nhỏ mà giá cả lại rất chi là không hề rẻ. Thời điểm nhập viện đang có khá là đông người cho nên đã không còn giường để sử dụng nữa. Chúng tôi buộc phải sử dụng ghế 4. Ok, bây giờ đã là 12:30 hơn rồi và cuối cùng thì cũng đã tìm được một chỗ ổn định sau khi một người vừa mới rời đi sang phòng xanh. Và tôi cũng vừa tìm mua được một chiếc chiếu để chuẩn bị tìm chỗ và nghỉ ngơi một chút xíu. Ok. Sáng hôm sau. Thời điểm buổi sáng là thời điểm mà chúng ta cần phải hết sức tranh thủ, tại vì từ 7:30 cho tới 10:10 là thời điểm mà người nuôi bệnh không được có mặt tại khoa sản để cho bác sĩ có thể làm việc. Điều đó có nghĩa là trước 7:30 chúng ta cần phải hoàn thành các công việc như là đánh răng, rửa mặt, tắm rửa và ăn sáng. Một điều đáng lo lắng là số lượng phòng tắm ở đây rất là giới hạn, do đó chúng ta cần phải hết sức tranh thủ. Thời điểm thích hợp để thức dậy buổi sáng đó là từ 5:00 cho tới 5:30. Còn buổi chiều từ 12:30 cho tới 3:30 là thời điểm mà người bệnh cũng phải rời khỏi khoa sản để cho bác sĩ tiếp tục thăm khám. Trong thời điểm này, người bệnh có thể nghỉ chân tại khu vực ghế đá nằm trong khuôn viên bệnh viện Từ Dũ, cạnh bên cửa hàng tiện lợi. Ngoài ra, trong bệnh viện Từ Dũ còn có căng tin để cung cấp các suất ăn. Hoặc người bệnh có thể ra các quán cà phê bên đường xung quanh bệnh viện. Nằm trên đường Cống Quỳnh có một quán cà phê tên là Uyên Phương. Quán này có dịch vụ làm sạc điện thoại với giá là 5k trên cái. Chúng ta có thể kết hợp việc vừa nghỉ ngơi tại đây vừa sạc điện thoại. Trong thời gian chờ sạc điện thoại, xin chia sẻ hai thông tin quan trọng sau. 1. Giá cả tại bệnh viện Từ Dũ. Giá giường là 203k trên ngày, bao gồm 10 giường trên phòng. Khi vào khu cứu trái tuyến thì bảo hiểm sẽ hỗ trợ khoảng 60%. 2. Xin chia sẻ một mẹo sau một ngày lang thang bên trong bệnh viện Từ Dũ. Khuyến cáo là mẹo này chỉ áp dụng khi thực sự cần thiết. Đó là cổng số 4 của bệnh viện Từ Dũ nằm trên đường Lương Hữu Khánh. Cổng này dường như chỉ là dành cho nhân viên bệnh viện sử dụng và giờ mở cửa của nó cũng có giới hạn. Tuy nhiên cổng này bảo vệ các cổng khá đơn giản so với cổng số 1. Chúng ta có thể vào cổng này tương đối dễ dàng. Vậy cổng này sẽ cần khi chúng ta có từ 2 người bệnh trở lên muốn vào bên trong. Ok, bây giờ đã sạc pin điện thoại xong, vào trong thôi.